Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Tô Văn Chanh của mình. Đây có một cuốn tranh về một cậu bé đang làm lính cứu hỏa này và hãy cùng mình tô màu cho cuốn tranh này. Mình sẽ tô màu cho chiếc mũ của cậu bé nên là màu đỏ. Mình sẽ tô màu nâu cho phần cây cột này. Thank you.
tất cả các bạn đã theo dõi hết phần tôi vào trong.